Một tác phẩm mang lại sự ấm no hạnh phúc được khắc họa bởi tượng gia đình gà và với những gốc cây tùng cúc trúc mai, tức là bốn mùa, thể hiện một cái tác phẩm mang lại cái sự ý nghĩa bốn mùa hạnh phúc quanh năm anh em mình nhá. Và đặc biệt hơn thì được làm bằng dòng gỗ nu ngọc am, đặc biệt hơn nữa thì lại được làm dưới đôi bàn tay của nghệ nhân hàng đầu đục về những chú gà hay là một gia đình gà, đó chính là nghệ nhân Thọ Mến anh em mình nhá. Và tác phẩm này được đục rất là kỹ càng, nhìn chú gà trống đầu tiên với cái dáng rất là bệ vệ, làm cái phần mào gà di sần từng chút một anh em ơi, và cả phần lông của chú gà trống nữa, cho đến cả phần cánh, lông cánh, đúng không ạ, làm tỉa từng sợi ra mà hoàn toàn là thủ công bằng tay, rất là tơi anh em mình nhá. Và sang bên cạnh đây là cả cô gà mái cũng làm kỹ cả. Đây là hậu phương vững chắc cho một cái gia đình để có thể là có một cái mái ấm cực kỳ là tuyệt vời anh em ơi. Và bên dưới đó thì là có ba chú bé, ba chú gà con đại diện cho phúc lộc thọ, và đây là chắc là ba điều ai cũng mong muốn trong cuộc sống rồi. Tuyệt hơn thì với hình tượng gia đình gà đây còn được hội tụ trong những cảnh vật tùng cúc trúc mai, làm đầy đủ rất là kỹ và hoàn toàn là liền khối anh em nhá. Với tác phẩm này thì được làm bằng cái phần chóp lu, thì anh em mình dung ra một cái quả lu để có thể tạo ra một cái tác phẩm mà đủ kích thước để làm ra cái tác phẩm lớn như này, thì yêu cầu là có một quả lu rất là lớn và cắt ra phần chóp ra cũng phải mất ra nhiều gỗ, cho nên là chỉ có thể là cùng lắm là cắt ra được một, thậm chí là hai là nhiều lắm rồi. Cho nên đây là cái phần giá trị nhất của một cái phần là lu gỗ anh em nhá. Cho nên là rất là nhiều anh em nào mà sành chơi, anh em đam mê về gỗ chuyên sâu thì hay tìm đến những cái tác phẩm mà phần chóp lu như thế này. Với tác phẩm này thì có chiều cao là 79, rộng 57 và sâu 20. Em đang có giá giao lưu là 37 triệu đồng. Và anh em nào mà quan tâm đến tác phẩm này thì có thể liên hệ qua số hotline 0877771996. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em vào video gần nhất nhé.